tàu hai lần mới về cho lại ra. Vâng, Game Side xin kính chào tất cả quý các bạn nhé. Đấy thì buổi hôm qua là trưng bày triển lãm cây cảnh của huyện Lương Tài. Thì hôm qua là Imosai chia sẻ với các bác là cái khung cảnh tổng quan thôi. Đấy. Và chương trình văn nghệ. Thì Imosai chưa chia sẻ chi tiết các bác nhé. Đây là một cái tác phẩm si ở đầu cổng mới vào. Tầm này đang ngược nắng. Tác phẩm này thì Imosai sẽ quay ở video sau. Đấy, thì bây giờ Imosai chia sẻ cái dàn mini trong sân trước các bác nhé. Còn cái dàn cây cổ trước cửa này. Đấy. Đây là một số tác phẩm ở đây cũng đi triển lãm Bắc Ninh vừa rồi, như cái tác phẩm này này của anh Văn này. Đấy, xanh si cổ các bác này. Đấy, cái dãy này thì rất một số cây vừa rồi đi triển lãm Bắc Ninh rồi nhá. Như cây của mình trong kia có một cây này. Đấy thì Imosai sẽ chia sẻ với các bác là cái dàn cây bên mini bên trong này trước nhá. Vì đằng này bây giờ đang ngược sáng nên mình chia sẻ bên trong này trước. Đây là có một số các bác ở trong cây cảnh nước tài. Chào bonsai Yên nhé. Vâng. Bonsai nhé. Đẹp quá mọi người. Chào tất cả anh em yêu cây trong huyện cũng như ngoài tỉnh. Vâng. Như trong cả nước. Hôm nay là tôi ở Tân Lãng. Vâng. Đức Tài. Tôi cũng có hai tác phẩm để ở bên khu vực bên này, còn bên kia hai tác phẩm. Vâng. Nhưng mà đây là hai tác phẩm si cổ đây bác nhỉ? Hai tác phẩm si Đấy. Thì đây là bác Hiền, bác có mang hai tác phẩm si cổ. Đấy. Nói chung là bây giờ mà bác có một số tác phẩm hoàn thiện đẹp quá bác nhỉ? Bác có cây này tầm vừa. Đấy. Đây là số điện thoại của bác Hiền này. Đấy, các bác yêu có thể liên hệ trực tiếp cho bác. Thì mong qua kênh Game Bonsai chia sẻ đây thì có thể là hôm nay bác Hiền sẽ giao lưu được hai cái tác phẩm này. Cái tác phẩm này nhìn quen quá bác nhỉ? Đây tác phẩm rồi, của, đẹp quá. Của chú là ngày xưa là cây này là trước là của Yên Bonsai này. À đúng rồi, thẩm lào. Có chuyển nhượng cho Sơn. Vâng, vâng. Chú lại lấy lại của Sơn. Đấy, các bạn có nhớ cái cây này lúc trước là của Yên Bonsai, cách đây khoảng hơn tháng là Yên Bonsai giao lưu cho anh Sơn. Anh Sơn là giao lưu cho bác Hiền. Còn giá cả thì chắc là lại phải alo trực tiếp bác nhỉ. Giá cả thì anh em làm thiện chí thì đấy, cứ alo. Thì cây này thì vừa rồi tôi cũng đem lên Bắc Ninh chơi. Đấy. Thì cũng được chấm được giải bạc. Đây đây, bác đứng bên này cháu chia sẻ mặt sau một chút. Một tác phẩm si hoàn thiện các bác nhé. Các bác phải nhìn cái cô này ở ngoài đẹp quá. Đây cái tử đẹp bác nhỉ? Cái tử nó sụn này. Tử đấy. Đấy. Chất cây này rất đẹp bác nhỉ? Chất cây này là chất thì, gần như búp đỏ luôn. Chất thì đẹp rồi, vì là rất lá rất tươi mà búp đỏ. Đấy. Già cây. Nói chung là cây hoàn thiện già rồi, giá trị nó cũng hợp lý, nó chỉ khoảng tầm nó già tận răm chi hết rồi. Nói chung là cây này chắc là bây giờ nó dao động khoảng tầm ba mấy đến khoảng tầm bốn mấy triệu. Đấy. Hợp lý bác nhỉ. Bác Hiền thì là một lão làng cây ở trong Lương Tài đây. Hiền màu xài thích nhất cây tử, trước mình thích nhất cây tử nên mình mới mua này. Các bác nhìn cây tử xịn mà nó xù xoằn này. Đấy. Nó lâu lắm rồi con tử này. Nhiều lúc cây thì Hiền màu xài đi mua nhiều cây rất là đặc dị, không giống ai. Đấy. Cây này thực sự là chú rất tâm đắc vì là đẹp tay cành nó hoàn chỉnh và nó đóng rất đẹp. Bây giờ đây chú Hiền ngồi chỗ này để cháu lấy ảnh đại diện hai con cây này phát. À lấy cây này thôi nhỉ. Đấy, riêng cuốn video này là à chú đứng dậy cũng được, đừng lấy một cây này đứng dậy được. Đấy, chú vịn cảnh đấy nào, chú nhìn đây cháu xin tấm ảnh đại diện nhá. Nào 1 2 3 rồi ok chú ạ. Đấy thì video là Imosai chia sẻ riêng cho cái tác phẩm này, và tí nữa Imosai quay thêm một số tác phẩm nữa. Mong qua đây là Imosai có thể là làm cầu nối để cho các bác đến gần với nhau hơn đây các bạn này. Đấy. Cây này thì các bác phải xem thực tế ở ngoài. Nói chung là cây hoàn thiện thì lâu lắm. Còn cái tác phẩm này thì nhìn trông như con thú ấy chú nhỉ. Đây nó là bệnh thú. Đấy. Cây thì nói chung là cây nó già rồi, cây là cây cổ. Mà nó cũng bệt rồi. Nhưng mà cháu thích nhất cái chất si này. Chất si nó con này si đỏ chăm chăm. Đây này. Ô si mà nó là si đỏ nha đây.
hai cây thì mũ gần tương đương nhau. Nhưng con này hỏi thật chú là giờ giao lưu khoảng tầm bao tiền thôi nhỉ? Con này nếu mà anh em mà thiện chí thì chú giao lưu là 24 triệu. 24 triệu, nhưng mà giá chuẩn anh có bớt không, chuẩn luôn không có bớt xén gì, chỉ gọi là có một gọi là lọc lá một chút thôi đúng không, gọi là thêm gọi ra tí lọc thôi đấy. Thì vừa rồi chú báo giá cây kia là 24 triệu đúng không, giá chuẩn. Nhưng cây này bây giờ chú báo giá luôn cho anh em xem này. Cây này thì báo cáo với tất cả anh em là nếu anh em nào mà thiện chí giao lưu được thì là cây riêng cây này là bây giờ giá của chú là 40 triệu. 40 triệu, 40 triệu là và 40 triệu thì xem nào, cháu bán trước là 33, quai sơn là 36, 40 triệu. Thì bây giờ chú nếu mà bán thế thì 40 triệu chú được 3 triệu. Đấy, chỉ thế thôi, hợp lý. Gọi là có chút công thôi. Đấy, vì cái cây si này lúc trước là Yamosai bán cho anh Sơn bán cho chú Hiền. Đấy, mỗi người chỉ được lãi 2 triệu thôi, cái tác phẩm như này. Đấy, cháu cảm ơn chú nhé, cháu chia sẻ thêm một số cái tác phẩm. Yamosai nhé. À, vâng, vâng. Tất cả anh em yêu cây nhá. Vâng. Cả nước. Để bây giờ Yamosai sẽ chia sẻ một cái dàn si nữa này. Đi đâu ấy? Đấy, anh Tiến đâu ấy? Từ tí nữa anh em phải cúng. Thì anh vẫn xe máy đây gì. À, thì từ tí nữa về. Đây các bác nghe giới thiệu một cái tác phẩm si này. Ê, anh gì ơi, nhanh lên, không bán gì, không bán thì quay, không quay số nhá. Đây, đây là một tác phẩm si dáng Huyền này, không bán gì. Cái này quay lên là mất ngày này. Đẹp. Con này dạ. Vâng, thì đây con này con đá thì nó nghệ thuật, một cái si dáng Huyền của anh Mr. Hải. À, một cái si dáng Huyền rất là nghệ thuật các bác nhé. Đây có số đây. À. Cái này lúc trước Imosai chia sẻ rồi các bác nhé. Đấy, rất đẹp, rất nhiều tác phẩm nghệ thuật nhé. Đây có một cái tác phẩm xanh dáng Huyền đấy các bác nhé. Cây này thì mai sau mà cây này là cây của bạn bonsai lão tứ các bác nhé. Đấy, cây này vừa rồi được rất nhiều anh em quan tâm. Cây này nếu mà sau này trồng một cái cây chậu quạt các bác nhé, nó ôm một cái quạt chậu này. Đấy. Thì hôm nọ Imosai cũng có nhã ý là muốn sở hữu cái tác phẩm này, thế nhưng mà bạn Tứ bạn ấy chưa giao lưu với một cái cây 8 tầng nữa. Đấy. Thì cây này nguồn gốc xuất xứ trước là của anh Lượng Bắc Linh các bác nhé. Đấy, lúc trước Imosai định mua nhưng bạn Tứ bạn mua trước. Đấy, bây giờ nó cũng khá là giá trị đây. Cây rất là già các bác nhé. Để mình chia sẻ một số cái tác phẩm đẹp lên. Để chia sẻ chi tiết hết ở đây cũng khoảng tầm phải tầm chục cái video, khá là nhiều cây. Đây là một cái tác phẩm si nhỏ nhỏ này. Đây là của anh Đặng Văn Hải Lương Tài. Cái này là si đỏ các nhá, bông răm hoàn thiện rồi. Đây tiếp tục là một cái si dáng Huyền, cái si với cái xanh này nghe đặt vào một đôi này, cái này nhỏ hơn một chút, vẫn là của bạn Nguyễn Đăng Tứ các bác nhé. Bạn Tứ vừa rồi đây là trước bạn hay vào đồ miền Nam, đợt này là cũng vào hàng cây thế đẹp rồi. Ở bây giờ bác còn một cái cây 8 tầng rất là đẹp nhưng mà mình có hỏi nhưng bạn ấy chưa giao lưu, cây chủ vườn. Bôi keo lần sẹo nó hơi quá một chút để sau này nó bên đây giới thiệu các bác là một số cái cây mini đẹp này. Đây là một cái tác phẩm mini của anh Trần Minh Tiến Hải Dương. Cái này một cây bê tay các bác nhé. Cây này trước cũng nguồn gốc xuất xứ cách đây khoảng 2 tháng, cũng là của Yamosai này. Đấy, hôm qua 2-3 anh em và anh Tiến Hải Dương này. Đấy. Đây có một cái bộ ba si các bác nhé. Bộ ba si này của anh Sơn.
vừa rồi giao xuống đây là giao lưu rồi, giao lưu cho chú Bình rồi. Nhỏ nhưng mà trông rất là khá là đặc biệt. Cái này nếu mà các bác mà để khu bàn trà uống nước là rất là tuyệt vời này. Đây cái ui rồi, bác đặt quả bộ tên ác ấy, bộ ba huyền thoại. Đây các bác xem, các bác quay kỹ một chút chân bẹ này. Cái này thì bẹ nó hơi kém kém một tí. Ở đây trước cái mảnh này là ghép thôi nhé. Còn quan trọng là cái giá thôi coi nhé, khá là hợp lý. Đấy, thì đợt này Yêu Sai cũng góp mặt đây 1, 2, 3, 4 tác phẩm tương đối rồi. Thì video sau Yêu Sai chia sẻ một số cái tác phẩm của mình bên này nhé. Mình sẽ quay hết một lượt để cho tất cả các tác phẩm đều được lên video. Đây là một cái phẩm xanh. Tác phẩm xanh nhỏ nhỏ nhìn khá là vui đây. Cái này là cây của anh Nguyễn Huy Thắng ở Lâm Thao. Đây có một cái tác phẩm CB tay rất là đẹp này, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là đẹp. Đây, cây rất già quá nhé. Đây, cây này là của bác Nguyễn Văn Hiền, Tân Lãng. À, của bác Hiền vừa lấy ở đầu video quá nhé. Đây, mình sẽ quay một lượt. Rất nhiều cái tác phẩm si đẹp các bác nhé. Đây cũng là một cái tác phẩm si này, cái tác phẩm này cũng là của Yên Bonsai giao nhượng lại cho anh Sơn được 2 tháng rồi. Đấy, giá cũng khá là hợp lý các bác nhé. Quay hết một lượt. Đây có một cái tác phẩm dành siêu. Cây nhỏ khá tuyệt vời. Nói chung để mà tổ chức trong huyện được một cái sân chơi nhỏ này là khá là vui rồi. Đây có một cái tác phẩm cần thăng nghệ thuật các bạn này. Đây là tác phẩm cần thăng của nghệ nhân trẻ Ngân Bonsai, Nguyễn Văn Ngân, Công Hòa. Đây tưởng cần thăng là Ngân ở Đại Bái mà sao lại ở Hải Dương nhỉ? Đấy. Mình sẽ quay một lượt cho các bác xem hết từ một cái từng dãy một. Đây có một cái tác phẩm ổ gì, một cái tác phẩm ổ bonsai. Tuy nhiên cái tác phẩm này thì giá cũng vô cùng hợp lý cho các bác, thì các bác mới chơi cũng có thể mua được. Đấy. Cuối dãy bên đây là có một cái tác phẩm khế gân này. Đấy. Biếu quá các bạn. Cái tác phẩm khế, có mức khế chua, khế ngọt đây. Dòng nhưng mà nó là dòng khế gân. Ở cuối này có một cái tác phẩm xanh hoàn thiện này, tác phẩm xanh 5 điền này hoàn thiện. Đây là của anh Lê Công Quyền, Gia Bình, Bắc Linh. Một cái tác phẩm xanh cũng rất là tuyệt vời. Đấy. Mình không nên so sánh với sân chơi này với những sân chơi lớn các bác nhé. Đấy. Cứ như thế này được phong trào là Yêu Bonsai thấy rất là thích rồi. Đấy. Còn phía bên này là có một số cái tác phẩm Sam và Si này. Đấy. Có những cái tác phẩm cái này các bác đục chậu ra này, không làm từ trên xuống, các bác đục chậu ra. Mình sẽ quay đi một lượt. Dạ vâng. Đấy thì ở đây có một cái tác phẩm duối này. Và đây là cái tác phẩm cái cây này thì mình không biết tên này. À, cái trà Phúc Kiến của anh Đảm Gia Bình. Cây trà Phúc Kiến rất là đẹp. Đây tác phẩm ruối và một cái tác phẩm si
đúng hình quái thú luôn. Cây này là cái cổ ngày xưa cắt xuống các bác nhé. Ví dụ như cây này của Yên Bonsai là mình góp ý riêng thôi. Nếu là như cây của Yên Bonsai thì mình sẽ làm cái bông này này. Chỗ này mình làm rơi xuống đây, giật sang kia lắc và làm bông, làm ba bông tán vân và làm bông ở đây thôi. Ba bông nhỏ ở đây. Một cái tay lên làm bông ba bông nhỏ, và tay bên này làm cái tay ra so le ra đây. Tay này làm so le giật ra đây thì cây nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Rất nhiều. Đây có một cái tác phẩm ruối này. Đây nhá, đây đây là cái tác phẩm hoa giấy hay sao ơi? Phải nhỉ? À, cây vọng cách nhìn trông giống cây hoa giấy các bạn. Đấy. Một cây vọng cách ký sỉ các bạn nhé. Rất là nghệ thuật. Ở đây là cái cây xanh của bác Hiền đây này. Có chủ nhân cây si đây này. Cây này giá cũng rất là đẹp các bạn nhé. Đây, mặt này thì cũng có một chút rồi, bác ấy nuôi được cái phần nu rồi các bạn này. Đấy thì để các bác xem này. Trước các bác có xí những phần nu này quý quá nhỉ. Thì phía trong này có một số cái tác phẩm rất là đẹp đây, ví dụ như cái tác phẩm xanh quê này. Si đây các bác nhá. Tác phẩm xanh quê này rất là quý này. Đấy, tác phẩm này thì vừa rồi là có người giá 25 triệu rồi nhưng mà chú chưa giao lưu. Một tác phẩm xanh quê 25 triệu rồi. Ui, tin này thảm sơn quá các bạn. Đấy, vừa rồi Imosa chia sẻ một chút cái dãy bên này, thì tí nữa một số cái tác phẩm to bên kia thì mình chia sẻ tiếp các bạn nhé. Đấy. Đấy, Imosa kết thúc video tại đây, vì mỗi cái video thì mình quay khoảng tầm 12 đến 20 phút thì hợp lý, các bác xem đỡ lâu. Video sau mình chia sẻ một số cái tác phẩm đẹp hơn nữa các bác nhé. Imosa xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.